cả nhà luôn nha. Thì bữa nay tiếp tục anh em mình sẽ gắn mấy cái đầu này vô nè. Mấy đầu này kịp cái đầu xong hàng rào nha. Thì này, cái này là bằng kẽm, mình khoan đóng vô rồi cái mình phải bấm lưu quê là hết mấy cái này. Rồi một lát nữa là mình sẽ khoan bắt lên hàng rào luôn nha cả nhà. Rồi mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc làm hàng ngày của mình nha. Thì kênh của mình thì làm công việc hàng ngày nè, và sáng chế những cái dụng cụ bên xây dựng cửa cổng nhà cho cả nhà xem. Thì cả nhà xem video của mình thấy có hay và hữu ích đó, nhớ đăng ký và cho mình một like, thì chia sẻ cho mọi nhà cùng xem nha cả nhà. Mình cũng chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mời cả nhà xem tiếp công việc mình làm nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục gắn lan can ngang cả nhà. Thì cây này, lan can này có cột tròn, thì mình sẽ khoan lỗ, mình dùng sắt 10 lỗ 10 đi, dùng sắt 10 để mình đóng vô, rồi mình sẽ hàn lan can này vô ngang cả nhà. Đây mà cây nhà xem mình tiếp tục mình làm nha.
Rồi mình đã lắp cái lan can vừa xong ngay cả nhà. Thì cái hàng rào thì mình cũng đã lắp những cái xong hàng rào lên rồi, nhưng mà cũng chắc cũng còn được hai khoảng mình chưa có lắp ngay cả nhà. Thì hai cái khoảng này thì nó gần sát cái cột á, thì cột cổng á thì mình chờ để dán xong cái cột cổng rồi mình sẽ phan lắp cái phần này vô sau nha. Bên đây mà cũng một khoảng và một cái khoảng ở đằng trước nè là mình chưa có lắp. Đó, thì cái cửa thì để lót gạch rồi mình mới có gắn cửa nha. Thì khi mà gắn cửa thì mình sẽ quay lại cách lắp đặt bản lề xây cho cửa cổng nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ khép lại cái phần 2 nha cả nhà. Thì mình cũng mời cả nhà xem tiếp cái phần 3 kế tiếp của mình nha. Rồi hẹn cả nhà lại clip sau nha. Bye bye.